21. Đại tướng Nguyễn Khánh cầu cứu Nguyễn Cao Kỳ trong cơn nguy ngập. Nguyễn Khánh bị lên án là tác nhân chủ chốt của những khủng hoảng chính trị và rối ren xã hội đương thời. Ông thâu tóm quyền hành, làm thủ tướng, rồi chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chủ tịch Việt Nam Cộng hòa, đại tướng Tổng tư lệnh quân đội. Để chống lại khuynh hướng độc tài độc trị của ông, cuộc chính biến ngày 19 tháng 2 năm 1965 nổ ra, muốn bắt giữ ông. Ông chưa biết chạy về đâu vì nhiều nẻo đường đã bị quân đảo chính của Phạm Ngọc Thảo và Lâm Văn Phát trấn giữ. Trong lúc bối rối, ông điện thoại liên lạc với Thiếu tướng Không quân Nguyễn Cao Kỳ, báo để ông Kỳ biết. Hiện có nhiều xe tăng và binh sĩ đột ngột xuất hiện giữa Sài Gòn và ông phải chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất để nhờ đến ông Kỳ. Khi nhận được điện thoại của ông Khánh là lúc ông Kỳ đang đánh bài mặt trược với các viên phi công dưới quyền. Ông Kỳ vội vàng đứng lên, giục các phi công trên phải trở về ngay phi đoàn lấy máy bay để bay lên quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra. Thật bất ngờ, mới bước khỏi nhà, họ đã quay lại nói với ông Kỳ là họ không thể chạy đến các máy bay của họ được, vì quanh phi trường chỗ nào cũng có xe tăng đang vây giáp. Nghe vậy, Nguyễn Cao Kỳ nhảy lên chiếc xe Jeep tự lái đi, xem xét tình thế ra sao. Ra tới cổng, ông Kỳ đã gặp ông Khánh chờ tới trên chiếc Mercedes có cắm cờ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu. Ông Khánh nói đại ý, Phát tức là Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Thảo, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, đã động binh tạo phản, đang hầu như làm chủ tình hình ở Sài Gòn từ 11 giờ trưa hôm đó, tức là ngày 19 tháng 2 năm 1965. Rồi hỏi ông Kỳ, anh có cách nào đưa tôi ra khỏi đây không? Chắc tôi không thể nào làm được, mấy phi công của tôi đã không thể cất cánh. Khánh nài nỉ Kỳ hãy cố giúp mình, đi bất cứ đâu miễn chúng ta đi khỏi chỗ này. Nguyễn Cao Kỳ đáp, thôi được, nếu cần thì chúng ta nên đi mau. Nói xong, ông Kỳ bảo ông Khánh hãy bỏ chiếc Mercedes lại để nhảy lên xe Jeep với Kỳ, cùng nổ máy chạy đến phía sau một ngôi nhà có để sẵn máy bay theo một lối đi riêng, nơi mà lúc nào cũng có một chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi chạy nhanh tới đó, tránh không cho binh sĩ của Phát trông thấy, và các binh sĩ này hình như cũng không tiến sâu hơn nữa vào trong căn cứ không quân. Nguyễn Cao Kỳ khởi động máy bay và giục Khánh lên ngồi trên một ghế hành khách và lái ra phi đạo. Chúng tôi ra phi đạo vừa đúng lúc, bởi vì khi ấy tôi nhìn về hướng cuối phi đạo, thấy có 20 chiếc xe tăng đang tiến ngược chiều về phía chúng tôi. Tôi không thể trở lui được nữa, vì vậy mà tôi đã cho chiếc máy bay DC-3 đã cũ quay hết tốc lực máy, chạy nhanh trên phi đạo và cất cánh. Hai bánh xe của máy bay lướt sát trên các xe tăng. Theo hồi ký Nguyễn Cao Kỳ, chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào? Máy bay chở ông Khánh đáp xuống phi trường gần Đà Lạt, để Khánh xuống và Kỳ bay trở lại hướng Nam. Đến Sài Gòn, ông Kỳ phải bay vòng vòng một hồi, bởi ông không thể đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, vì các đơn vị thiết giáp và cả bộ binh đang bao vây căn cứ không quân. Họ có thể bất thần nổ súng bắn hạ Nguyễn Cao Kỳ nếu có lệnh của Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Lâm Văn Phát sinh năm 1920 tại Cần Thơ, từng làm Tổng trưởng Nội vụ Việt Nam Cộng Hòa và Tư lệnh Biệt khu Thủ đô Sài Gòn. Ông tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 trường Võ bị Liên quân Viễn Đông tại Đà Lạt năm 1947, học trường Thiết giáp Kỵ binh Saumur tại Pháp năm 1950, trường Sĩ quan Chỉ huy và Tham mưu tại Mỹ. Năm 1959, thăng cấp đại tá và bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân đoàn 3 năm 1963. Chị ruột Lâm Văn Phát là người đẹp Tây Đô, Lâm Thị Phấn, thiếu tá tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang. Người ta nhắc đến ông với đặc điểm là chuyên gia đảo tránh qua 4 lần tham gia. 1. Lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963, được Hội đồng các tướng lĩnh thăng thiếu tướng ngày 2 tháng 11 năm ấy. 2. Chỉnh lý phế truất 4 tướng Đôn, Đính, Kim, Xuân ủng hộ tướng Nguyễn Khánh lên cầm quyền. 3. Do tướng Nguyễn Khánh muốn độc tài, độc trị, nên ông lại cùng Trung tướng Dương Văn Đức kéo quân về Sài Gòn mưu lật đổ Nguyễn Khánh ngày 13 tháng 9 năm 1964 nhưng bất thành. 4. Cầm đầu cuộc đảo chính do Đại tá Phạm Ngọc Thảo tổ chức ngày 19 tháng 2 năm 1965. Nhắc lại, Nguyễn Cao Kỳ đưa Khánh thoát lên Đà Lạt bằng máy bay. Khi quay về, đã không đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất được, phải bay đi Biên Hòa cách Tân Sơn Nhất khoảng 20 dặm về phía Bắc đáp xuống.
do căn cứ không quân Biên Hòa chưa lọt vào tay quân đảo chánh của Lâm Văn Phát. Ở đó, Nguyễn Cao Kỳ nhanh chóng tụ họp hội đồng nội các, có cả tướng Nguyễn Chánh Thi cũng từ Đà Nẵng bay vào. Cuộc họp quyết định bãi nhiệm Nguyễn Khánh và tiến chiếm Sài Gòn. Nguyễn Cao Kỳ viết: "Chúng tôi phải dẹp được Phát đã. Tôi quyết định đe dọa sử dụng sức mạnh của không quân, một lối đe dọa mà trước kia đã tỏ ra có hiệu quả. Và tôi sắp sửa tìm cách tiếp xúc với Phát thì không báo trước, tướng Robert Rowland, cố vấn Hoa Kỳ cạnh không quân Việt Nam đã gọi dây nói cho tôi vào lúc 3 giờ trưa và hỏi: Chính phủ của tôi muốn biết là ông có đứng về phía phe nổi loạn hay không. Tôi trả lời là tôi không có theo phe nổi loạn và tiếp. Tốt hơn là ông hãy nên nói với mấy người đó, Lâm Văn Phát và Phạm Ngọc Thảo. Hãy rút khỏi tổng hành dinh của tôi ở Sài Gòn. Nói với họ là tôi cho họ 4 tiếng đồng hồ để rút, nghĩa là cho đến 7 giờ chiều hôm nay. Nếu họ không rút ra, tôi sẽ đánh bom khu vực Sài Gòn. Việc đánh bom Sài Gòn thực sự gần như đã có thể xảy ra. Đến 6 giờ rưỡi, Rowland gọi lại cho tôi: Ông Kỳ, ngay bây giờ đừng làm như vậy. Gạt bỏ tất cả mọi chuyện khác ra. Tôi hiện vẫn đang ở tại tổng hành dinh. Nếu ông đánh bom tổng hành dinh, ông sẽ đánh bom luôn cả tôi nữa. 22. Đại sứ Marcel Taylor với cảm tử quân Cộng sản Việt Nam. Marcel Taylor được báo trước về hành tung táo bạo của các cảm tử quân Cộng sản Việt Nam, nhưng ông vẫn bất ngờ và cay đắng khi tòa đại sứ của ông ở Sài Gòn bị đánh sập hoàn toàn bằng 150 kg thuốc nổ. Việc xảy ra trong vòng nhân quả. Cái nhân gieo xuống từ cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa hai phe Cộng sản và Quốc gia vào giữa thế kỷ 20 với những lời tuyên bố một mất một còn của đôi bên. Riêng định mệnh Việt Nam bất hạnh đến gần hơn và rõ hơn vào tháng 1 năm 1964 khi chính phủ Mỹ đồng tình với bản phúc trình mật của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Đại tướng Marcel Taylor rằng miền Nam Việt Nam là trụ cột trong cuộc đương đầu với Cộng sản trên toàn thế giới theo hồ sơ tối mật của Ngũ Giác Đài. Hiển nhiên, miền Nam Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm nóng máu lửa nhất hành tinh. Mỹ thẳng tay gạt bỏ bất cứ ai ngăn cản họ đưa quân tham chiến. Điển hình trước đó, họ nhúng tay trực tiếp lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm và đưa tướng Dương Văn Minh lên. Khoảng 3 tháng sau, lại loại các tướng già thân Pháp như là Đôn, Đính, Kim, Xuân có xu hướng trung lập để đưa các tướng trẻ thân Mỹ như là Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu lên thay từ 1964 đến 1965. Ở giai đoạn đó, Đại tướng Nguyễn Khánh vụt sáng thành nhân vật tiêu biểu trên lộ trình mới của Mỹ. Ông ở ngôi quốc trưởng, thủ tướng, nhưng không được lòng dân. Vì trước tiên, ông là người được Ngô Đình Diệm tin cẩn. Đêm đảo chính tháng 11 năm 1960, Nguyễn Khánh đã dũng cảm quyết leo qua tường Dinh Độc Lập để cứu Tổng thống Diệm. Nên giới Phật giáo rất lo sợ là nếu Nguyễn Khánh nắm quyền, sẽ là sự quay trở lại của một chế độ Diệm mà không có Diệm. Sau nữa, Nguyễn Khánh lại bị hội đồng các tướng lĩnh bất phục. Do vậy, Mỹ muốn gạt Khánh. Sau những biến động chính trị dồn dập, Đại sứ Marcel Taylor nhậm chức ngày 4 tháng 7 năm 1964, đứng sau lưng tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Chánh Thi để dập tắt cuộc nổi dậy do tướng Lâm Văn Phát chỉ huy và đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo lãnh đạo ngày 19 tháng 2 năm 1965. Nhân đó, Mỹ thúc đẩy các tướng trẻ đứng đầu là Nguyễn Cao Kỳ bãi nhiệm Nguyễn Khánh, buộc ông phải sống lưu vong ở nước ngoài suốt gần 50 năm, cho đến lúc qua đời tại San Jose, California, Mỹ năm 2013, thọ 86 tuổi. Khánh đi rồi, Mỹ tiếp tục đổ quân tham chiến vào miền Nam Việt Nam. Theo số liệu do Nguyễn Cao Kỳ nêu trong hồi ký của ông, vào năm 1950, lực lượng Mỹ mới chỉ là cơ quan cố vấn và viện trợ quân sự, với 327 người đã tăng lên 900 người năm 1960 và 3.200 người năm 1961. Khi cơ quan ấy nâng lên thành Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam dưới quyền điều động của tướng Paul Harkin đã đạt lên con số 11.300. Để rồi, năm 1963, số quân Mỹ tổng cộng là 16.500 và vào năm 1964, dưới quyền chỉ huy của tướng Westmoreland đã lên đến 23.000. Năm 1965, khi các lực lượng Mỹ đảm nhiệm đầy đủ vai trò chiến đấu
số quân của họ tăng tới 180.000. Năm 1966, số quân này là 389.000. Năm 1967, 463.000. Năm 1968, 495.000. Và vào năm 1969, nó đã lên tới tột đỉnh với con số 541.500 người, tức là hơn nửa triệu quân. Nguyễn Cao Kỳ nhận định, không kể lực lượng Nam Việt Nam và các lực lượng khác, một quân đội gồm nửa triệu người là một lực lượng vũ trang hết sức to lớn. Và lực lượng Mỹ đã trang bị những tàu sân bay, những máy bay ném bom phản lực và tất cả những vũ khí hiện đại nhất, tinh vi nhất và khủng khiếp nhất. Tuy vậy, họ đã không thắng nổi trận chiến tranh. Và kết quả của việc đưa quân ồ ạt mở rộng chiến tranh là phải gánh chịu cuộc phản công mạnh mẽ của những người Cộng sản Việt Nam trên toàn miền. Riêng tại Sài Gòn, nơi đại sứ Marcel Taylor cùng trưởng ban bảo vệ các chung cư Mỹ là đại tá Kunze vẫn cho là nơi an toàn nhất của miền Nam, đã phải bất ngờ trước đợt tấn công cảm tử vào chính tòa nhà 5 tầng dùng làm tòa đại sứ Mỹ, tọa lạc ở nơi đô hội nhất, số 49 Hàm Nghi, gần chợ cũ. Trước trận đánh, trinh sát lộ trình đã báo cáo phòng làm việc dưới tầng trệt của tòa đại sứ chỉ nằm cách lộ 5 mét. Để dễ kiểm soát người qua lại, đường Hàm Nghi được phân tuyến quy định cho xe cộ lưu thông một chiều. Tuy nhiên, do đường hẹp, cuộc tấn công cảm tử bằng xe phóng nhanh vào sẽ đặt quân Mỹ bảo vệ tòa nhà ở thế bất ngờ, khó trở tay kịp. Và trận đánh có mật danh M1 được thông qua với phương án ban đầu là đóng giả một bộ trưởng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đến làm việc với sứ quán Mỹ để đưa xe đặt sẵn chất nổ vào sát cửa tòa đại sứ. Cách đánh trên an toàn hơn, nhưng phải cần nhiều ngày chuẩn bị công phu mà yêu cầu chính trị lúc ấy lại quá gấp, cần thực hiện nhanh, nên phải chuyển sang cách đánh táo bạo cho một khối lượng lớn chất nổ lao thẳng vào mục tiêu. Ai đảm nhiệm lái xe cảm tử xông vào? Loại xe nào được chọn để chở hơn một tạ rưỡi khối thuốc nổ TNT? 23. Tổng thống Johnson dưới bóng tòa đại sứ Mỹ. Người phóng xe cảm tử lao thẳng vào cổng tòa đại sứ Mỹ là trinh sát Nguyễn Thanh Xuân, tức là 7B. Anh ta phải nhanh chân thoát khỏi vòng sát thương của khối thuốc nổ TNT do chính anh giật lụ xòe kích nổ trong 20 giây. Nếu chậm hơn, anh sẽ phải bỏ mạng dưới tòa nhà đổ nát. Khối thuốc nổ ấy được chở trên chiếc ô tô du lịch hiệu Frigate màu đen bóng loáng, được mua trước đó với giá 270.000 đồng, tương đương 2.289 đô la tính theo hối suất của năm 1965, lúc mở trận đánh. 1 đô la ăn 118 đồng tiền Sài Gòn. Ngoài 7B, đội cảm tử trực tiếp vào trận còn có Lê Văn Việt, căn cước giả mang tên Nguyễn Văn Hai, Trần Văn Thế, Nguyễn Nông và Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hoạt động quân báo từ năm 1961, lần này đảm trách chuyển súng ngắn vào điểm X và đưa hơn 150kg TNT cùng kíp gây nổ nụ xòe, dây cháy chậm trên một chiếc xe buôn mủ cao su, theo hợp đồng giả với cơ sở cách mạng Tư Sao, đến ném tại nhà ông Mười Vĩnh Long, số 68/168B Trần Quang Khải, quận 1, và Nguyễn Nông, tức là Năm Bắc, ở số 194/5/5 đường Bạch Đằng, Gia Định. 9:40 ngày 30 tháng 3 năm 1965, họ xuất phát từ quán cà phê Văn Hoa, số 85 Trần Quang Khải, theo đội hình ba chiếc xe gắn máy lần lượt nối tiếp nhau, gồm anh Năm Bắc, trinh sát lộ trình, Trần Văn Thế, bảo vệ xung kích, Lê Văn Việt, xung kích, chiếc Frigate đi hàng thứ tư do Nguyễn Thanh Xuân lái làm nhiệm vụ thọc sâu. Và sau cùng là Nguyễn Thị Minh Nguyệt trên chiếc Mobilet có nhiệm vụ coi chừng cái đuôi, theo lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định kháng chiến. Khi xe do 7B lái chờ tới đoạn đường ngang qua tòa đại sứ, anh ta bất thần tăng ga leo lên lề, phóng thẳng đến sát cửa chính của tòa nhà, rồi bằng một động tác chuyên nghiệp đã thắng thật mạnh cho xe chồm lên phía trước, nhanh nhẹn tung cửa nhảy ra, tay kia giật lụ xòe kích nổ 5 giây rồi 7 giây. Từ bên kia đường, hai cảnh sát có vũ trang nghi ngờ nhìn về phía cổng tòa đại sứ định bắn 7B, Tư Việt nổ súng hạ gục cả hai. Nghe tiếng nổ, đám đông công an Sài Gòn mặc thường phục đang ngồi trong các quán nước quanh đó đã ùa ra bao vây. 7B vẫn bình tĩnh rời xa chiếc xe tử thần
bắn gục hai lính Mỹ trước khi băng qua vệt vôi ranh giới và thoát khỏi tầm bắn của ổ súng Đại Liên Mỹ đang khạc đạn từ trên lầu 5 xuống. Khoảng 190 nhân viên trong tòa đại sứ hoảng hốt chạy vào thang máy và các hành lang thoát hiểm để đến tầng trệt, nhưng không may, chưa tới nơi thì khối thuốc nổ TNT đã phát nổ. Tiếng nổ long trời ở tòa đại sứ Mỹ làm cả Sài Gòn náo động. Từng đoàn xe cứu hỏa lao tới cùng với các đoàn người đổ về đông nghẹt. Ai cũng muốn được nhìn tận mắt cảnh tượng bi thảm của Nhà Trắng phương Đông. Sức thổi của khối thuốc hình lõm làm tất cả tường phía trong lầu 1, 2, 3 đều bị sập rỗng lên đến tầng 4. Song sắt cửa của các tầng đều bị cong queo, 30 chiếc xe du lịch của sứ quán đều cháy rụi. Lá cờ Mỹ 50 sao bị hất xuống đất, gạch ngói, ly cốc, giấy tờ bay tơi tả, sứ quán Mỹ tan hoang. Trong cho bụi hoang tàn và hỗn loạn, số Mỹ còn sống lóp ngóp chui ra, mình mẩy bê bết máu. Người ta thấy cả phó đại sứ Alexis Johnson ôm đầu tháo chạy ra phía cổng tòa đại sứ quán. Lúc đó là 10 giờ 55 phút ngày 30 tháng 3 năm 1965. Trên đây là đoạn trích từ cuốn Biệt động Sài Gòn của Nguyễn Đức Hùng, tức là Tư Chu, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến trường Sài Gòn Gia Định các năm 1968-1972, kiêm chỉ huy trưởng các lực lượng biệt động thành Sài Gòn. Ông Tư Chu ghi nhận. Phía chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson ngừng ngay bữa tiệc tiếp đãi phái đoàn của nước thượng Volta để nghe báo cáo về tổn thất nặng nề của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Có hơn 190 người Mỹ vừa chết vừa bị thương. Nếu cụm từ dưới bóng tòa đại sứ Mỹ dùng để chỉ các tướng lãnh và các chính khách Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn ủng hộ chính sách mở rộng chiến tranh của Mỹ, thì lúc đó cụm từ này có thể tạm dùng để chỉ nỗi lòng của Tổng thống Johnson trong ngày tòa đại sứ này bị đánh tan hoang. Phía cảm tử quân Cộng sản, lái xe cảm tử Nguyễn Thanh Xuân thoát khỏi vùng ảnh hưởng của 150kg chất nổ và lần ra phía ngoài, ngoắc taxi đến chợ Bến Thành, anh xuống, lách qua các gian hàng buôn bán để đề phòng bị theo dõi, sau đó ung dung về nhà cơ sở. Cảm tử quân Trần Văn Thế bắn viên đạn cuối cùng yểm trợ cho Tư Việt, rồi cho xe gắn máy lách qua ngã ba để qua phía bên kia chợ cũ, chạy thẳng về nhà thu xếp đồ đạc đưa mẹ anh ra xe, đón thẳng về chiến khu. Bà cụ đứng tên mua chiếc frigate, những biệt động khác cũng an toàn sau trận đánh. Chỉ riêng Tư Việt, cảm tử quân mà sau này chính phủ Mỹ, Tổng thống Johnson, gia đình cố Tổng thống Kennedy và cả ban giám đốc tình báo CIA đều phải nhắc đến tên. Vào giờ phút nguy kịch nhất, sau tiếng nổ đánh sập tòa đại sứ, Tư Việt bị công an cảnh sát Sài Gòn rượt đuổi. Anh phóng xe lao tới trước, nhưng một tay vẫn cầm súng quay đầu lại bắn trả. Cuộc đấu súng không cân sức diễn ra quyết liệt trên một đoạn ngắn dọc đường Nguyễn Công Trứ và Phó Đức Chính. Thất thế, anh bị trúng đạn ở bụng, từ phía sau xuyên ra trước, hất anh ngã xuống gốc cây bên đường. Tư Việt một tay nhét ruột vào bụng, một tay cầm súng với hai viên đạn cuối cùng. 24. Nhà Kennedy vận động trao trả cảm tử quân Tư Việt, đổi lấy trung tá tình báo Mỹ CIA Gustav Heck. Cảm tử quân Tư Việt trúng đạn, bị bắt và bị kết án tử hình với lệnh xử bắn khẩn cấp. Nhưng mà người Mỹ chặn lại, không để chính quyền Sài Gòn thi hành bản án trên, nguyên do là tòa án quân sự mặt trận của chính quyền Sài Gòn khiêng Tư Việt ra xử 8 ngày sau trận đánh vào tòa đại sứ Mỹ. Dù lúc ấy anh hãy còn phải băng bó do viên đạn bắn xuyên qua bụng đang mở rộng vết thương nhức nhối về phía trước. Anh bị bắt khi đang gắng sức móc quả lựu đạn quyết tử lên miệng rút chốt tự vẫn, nhưng máu ra nhiều quá kiệt sức ngã xuống. Do kết quả trận đánh làm rúng động dư luận Mỹ và thế giới nên chính quyền Sài Gòn muốn xử nhanh với mức án được tuyên tối đa, tử hình và xử bắn ngay. Đáp lại và đề cứu cảm tử quân Tư Việt, ngay tối hôm tòa án quân sự mặt trận của chính quyền Sài Gòn tuyên án, Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam đã nhanh chóng, chính thức và đanh thép tuyên bố trên đài phát thanh giải phóng. Nếu Mỹ và chính quyền Sài Gòn xử bắn Tư Việt, thì lực lượng vũ trang cách mạng của mặt trận sẽ tử hình ngay lập tức trung tá tình báo Gustav Heck của CIA bị bắt ở ngoại ô Sài Gòn, Thủ Đức trước đó. Nghe tuyên bố trên, lãnh đạo Nhà Trắng ở Washington và ban giám đốc CIA Mỹ cấp thời ngăn cản để chính quyền Sài Gòn đình chỉ lệnh xử bắn khẩn cấp đối với tử tù Nguyễn Văn Hai, tức là Tư Việt tên thật Lê Văn Việt, và đẩy ra Côn Đảo để đó.
Những ngày ấy, tâm trí của Tổng thống Johnson vốn đã bị đè nặng bởi bóng tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn tan nát, nay lại càng dối lên vì áp lực của nhà Kennedy trong cuộc vận động nhằm đưa Trung tá Gustav Heck là con ruột ông già vợ của em cố Tổng thống Kennedy đến vùng trao đổi. Sự việc trên qua cuốn Biệt động Sài Gòn của Nguyễn Đức Hùng, thường gọi Tư Chu, chỉ huy trưởng các lực lượng biệt động Sài Gòn đã trích dẫn hồi ký của ông Huỳnh Văn Tâm, nguyên đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở nước ngoài, kể danh mạch là: lúc cảm tử quân Tư Việt được hoãn lệnh xử bắn khẩn cấp, Tổng thống Bela của nước Cộng hòa Algeri có mời ông Huỳnh Văn Tâm lên dinh Tổng thống để bàn việc tối quan trọng vào năm 1966. Đến nơi thì tôi, tức là Huỳnh Văn Tâm, bất ngờ vì thấy có mặt ông già vợ của em cố Tổng thống Kennedy do Tổng thống Bela giới thiệu. Ông ta khẩn thiết đề nghị trao đổi chiến sĩ biệt động Tư Việt, người xung kích đánh sập sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đang bị đắt lưu đày ở Côn Đảo, với con trai của ông ta là Trung tá Gustav Heck, tình báo CIA, bị lực lượng biệt động ta, tức là cảm tử quân Sài Gòn, bắt giữ ở Ven Đô, Thủ Đức. Trung ương cục đặt điều kiện 1:3, ngoài anh Nguyễn Văn Hai, tức Từ Việt, còn có 2 cán bộ cao cấp khác do ta chọn. Phía Mỹ chấp thuận và chịu phí $1,000,000 để hoàn tất mọi việc. Tổ chức Hồng Thập Tự Quốc tế, tức là chữ thập đỏ, tự nguyện đứng ra làm trung gian cuộc trao trả vì hòa bình và đoàn kết tương thân. Đáp ứng sự kiện bồ câu trắng đó, từ thủ đô Campuchia, hoàng thân Norodom Sihanouk lên tiếng sẵn sàng lấy Phnom Penh làm nơi trao trả cảm tử quân Tư Việt với Trung tá Seiya Gustav Heck. Chính phủ Pháp cũng vào cuộc với đề nghị lấy thủ đô Paris làm nơi gặp gỡ và hòa giải. Nhưng việc bất thành vì vào giờ chót. Bởi trên đường áp giải Gustav Heck về căn cứ Trung ương cục, anh ta bị sốt rét ác tính qua đời đột ngột. Khoảng thời gian đó, tuy chưa bị xử bắn, song Tư Việt phải trải qua nhiều nhà giam từ Khám Đơn Chí Hỏa đến Côn Đảo. Cuối đường, Tư Việt tìm cách vượt ngục nhưng không thành, bị bắt và đánh đập tàn nhẫn. Chết nửa khuya 31 tháng 10 năm 1966 tại Côn Đảo, lúc mới 26 tuổi. Chuyển qua chuyện khác, khi tòa đại sứ Mỹ bị tấn công, tướng Westmoreland, tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ ở Sài Gòn suýt chết, đã kể qua một cuốn Hồi ức của một người lính, bản dịch của Phòng khoa học Quân khu 9 không ghi tên dịch giả như sau. Sáng hôm đó, 30 tháng 3 năm 1965, tôi có dịp đến sứ quán gặp Phó Đại sứ Alexis Johnson, vì Đại sứ Marcel Taylor vừa rời Việt Nam về Mỹ. Nếu tôi đến đúng hẹn thì chắc tôi đã có mặt tại hành lang lúc vụ nổ xảy ra và tính mệnh chưa biết sẽ ra sao. Qua máy bộ đàm trên ô tô, tôi được tin về vụ nổ. Lúc đó tôi chỉ còn ở cách sứ quán 2 khối nhà. Khoảng 2 tuần sau ngày tòa đại sứ Mỹ bị tấn công, vào 15 tháng 4 năm 1965, lực lượng không quân Mỹ và Nam Việt Nam đã tiến hành đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay ở miền Nam Việt Nam, ném hơn 1.000 tấn bom napalm xuống tỉnh Tây Ninh, là nơi Mỹ coi là sào huyệt của lực lượng kháng chiến Nam Việt Nam và là khu vực ném bom tự do, giết chết hàng trăm dân thường vô tội, đốt cháy hàng trăm hecta rừng. Trận ném bom được thực hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Johnson cam kết tăng cường lực lượng quân sự Mỹ cho cuộc chiến tranh Việt Nam, nhằm buộc Việt Nam phải tham gia đàm phán hòa bình theo các điều kiện của Mỹ. Nhưng một lần nữa, cảm tử quân Cộng sản Việt Nam lại xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Họ hành động thay lời nói để phủ nhận các điều kiện của Mỹ đưa ra bằng một loạt các trận đánh mới mà tướng Westmoreland ví von là đã bùng lên từ những bóng ma